Nhân xin chào cô chú anh chị. Video này Nhân giới thiệu cho cô chú anh chị mình hai em chân dài tới nách, lông nách dài tới chân. Rồi một cặp nhà cùng một chủ đối diện trực tiếp qua công viên anh chú anh chị. Đây gọi là công viên cánh diều của khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hai căn nhà mình đối diện trực tiếp luôn nha. Rất là thoáng đãng và rất là mát mẻ luôn chú anh chị. Lòng đường dưới nhà là 6m nè, vỉa hè hai bên mỗi bên 2m. Trong sổ của mình thể hiện đàng hoàng, rõ ràng là 10m đường. Căn nhà của mình là hướng đông nha chú anh chị. Hướng đông thì nắng sáng nha. Buổi chiều sẽ rất là mát. Và hướng đông hợp cho cô chú anh chị mình thuộc mạng đông tứ trạch, bao gồm những hướng như là hướng nam, hướng bắc, hướng đông và hướng đông nam. Hai căn nhà chung một chủ nhưng mà hai sổ riêng biệt và xây dựng cũng hoàn toàn riêng biệt nha chú chị, tức là nó không có chung đụng một cái gì hết, nhưng mà nó một cặp do một chị chủ nhà xây lên, cho nên là hai căn đó mình nhìn nó giống như là một cái căn biệt thự vậy đó của chú chị. Thì mỗi một căn như vậy là với cái diện tích là ngang 4 dài 13 anh như lỗi ngang 4 dài 14.3 và sổ hồng riêng có sẵn, hoàn công đầy đủ đúng vậy. Giờ mua bán là chỉ cần là công chứng và sang tên liền thôi, khỏi cần phải chờ đợi gì hết ha. Bây giờ Nhân sẽ đi nhanh trước một căn, rồi Nhân sẽ qua với căn kia. Nói chung là hai căn này nó hầu như là nó giống nhau khoảng tầm 80% rồi. Khi mà cô chú chị Bình, ví dụ mình muốn mua đó là muốn mua riêng lẻ từng căn cũng được, hoặc là mình muốn mua luôn hai căn thì chị chủ sẽ có một cái mức giá rất là tốt cho cô chú chị mình ha. Bây giờ hiện tại chị chủ đang kêu mỗi một căn như vậy với cái giá là 2.990.000.000 chú chị. 2.990.000.000 giá vẫn còn thương lượng là sẽ gặp chính chủ nha. Căn nhà này của chị Phường ở Gò Vấp nha chú chị, là một trong những cái dân đầu tư rất là mạnh và rất là lớn ở khu vực Gò Vấp cũng như là mới về khu vực Đức Hòa Long An này. Đầu tiên mình bước vào là sẽ có một cái bộ cổng kính, một cái cửa bộ cổng bằng sắt như chú chị, sau này nói chuyện lẹo lưỡi. Cửa bằng sắt bốn cánh rất là kiên cố để cho nó bảo vệ cái khung ngoài của mình ha. Phía trước là mình sẽ có một cái khoảng sân để xe máy là 2m để cho nó đúng với quy hoạch của khu dân cư Cát Tường Phú Sinh của mình, cũng như là để được hoàn công căn nhà của mình, hợp thức hóa căn nhà của mình vào sổ hồng. Bước vào trong là sẽ là một cái không gian phòng khách, mặc dù với một cái diện tích ngang 4 dài 14 nhưng mà xây dựng thì thứ nhất là kiên cố nè, và thứ hai là hầu như đầy đủ công năng của một cái căn nhà cho một gia đình lớn để mình ở của chúng chị. Bên đây là chị có trang trí ốp nhựa PC, nguyên một cái dách TV rồi. Ở trên có một bộ đèn chùm rất đẳng cấp chúng chị. Và cái trần thạch cao này theo cái kiểu là cổ điển ha. Bên đây cũng trang trí nhẹ là cũng như là ốp gạch lên. Đó, mình để vào sofa đây ha. Bước vào trong, từ phòng khách vào trong cái không gian của phần bếp thì chị có giật bật lên một chút xíu để cho nó ngăn cách giữa hai cái không gian cho nó hoàn toàn tách biệt nhau đúng chị. Ở đây nó có một cái hệ tủ rượu rất là to ha. Rồi bước vào sau cùng là không gian của phần bếp rất là rộng rãi, bao gồm có bếp trên, bếp dưới, tất cả hệ gỗ ở trong cái căn nhà này đều làm bằng gỗ sồi Nga đúng chị, gỗ sồi Nga. Ở đây mình sẽ còn một cái không gian rất là lớn nè, không gian này mình để tủ lạnh nè. Còn ở đây nó có một cái hệ tủ nữa, giống như một cái kho ha. Những cái đồ vật dụng như là mình không cần thiết thì cứ bỏ vào đây. Căn này Nhân sẽ đi kỹ một chút xíu, qua căn kia thì Nhân sẽ đi lướt thôi, để cho con chú chị mình đã mất thời gian. Đó, bên đây là có một cái hệ kính nè, để cho tạo một cái cảm giác không gian nó rộng rãi hơn cái khoảng không gian phòng bếp của mình. Ở đây có một cái giếng trời của chú chị, lấy sáng lấy gió cho căn nhà của mình nè. Sau cùng là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đầy đủ thiết bị rồi, bồn cầu, vòi sen, lavabo, kính, đầy đủ hết. Rồi Nhân bà lên trên ha. Cầu thang thì tay vịn bằng gỗ nè, cũng như là sắt mỹ nghệ. Gạch cầu thang, đá cầu thang thì hai màu đen trắng nha chú chị. Nhìn để mình bước đi nó không có bị vấp á. Rồi lên trên mình sẽ có hai phòng ngủ. Đây phòng ngủ sau ha. Này cửa là gỗ, gỗ sồi hết nè. Phòng sau là có nhà vệ sinh riêng. Ở đây là có một cái nhà
Vệ sinh thì nó cũng đầy đủ thiết bị hết rồi. Và quan trọng hơn nữa là ở đây là chị làm bằng cái khung kính ha. Khung kính thì dành cho những vợ chồng trẻ rồi này kia đó, thì mình thích cái kiểu này đó. Cho nên là chị làm cho mình cái khung kính đầy đủ hết rồi. Rồi bên đây là sẽ có một cái cửa sổ nha. Có một cái cửa sổ mở để ra giếng trời, lấy sáng lấy gió. Thì bên nhà vệ sinh này, chị cũng có làm một cái ọ lỗ thông hơi cho nó thoát lên. Rồi mình ra phòng trước nha chú chị. Phòng trước thì rồi cũng có nhà vệ sinh trong luôn, đầy đủ hết. Rồi đây là phòng gian phòng ngủ phía trước ha. Thì phòng ngủ trước này mình sẽ có được một cái ban công. Một cái ban công khá là to. Rồi, chắc nó bị ngạt cái cống rồi. Đó, cái này mà phát hiện không kịp là bị ngạt liền. Rồi để lát nó nhân quay xong cái đầu nhân xuống xử lý. Nhân mở ra cho chị. Đó, đây có rèm màn là đầy đủ rồi chú chị. Mình về thì mình bỏ một số nội thất đây. Giường, nệm, tủ, áo với lại cài trang điểm này kia là ok rồi. Rồi mình lên lầu 2 nha. Lầu 2 thì nó cũng sẽ giống như ở cái phía lầu 1 là bao gồm cũng hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ sau. Đó, phòng ngủ sau này thì chị xây nha. Chị xây tường. Đó. Lấy sáng lấy gió. Rồi chị xây tường ha. Rồi ra phía trước luôn chứ chị. Phía trước thì phòng này cũng có nhà vệ sinh riêng ở trong này. Này cũng đầy đủ hết. Rồi ở đây là phía trước có một cái ban công nữa. Bây giờ nhân mời cô chú chị mình lên trên nhé. Lên trên sân thượng. Đó, ở đây có một giếng trời giữa nữa chú chị. À, giếng trời giữa này thì nó nằm ở trên cái chỗ cầu thang ha, cho nó thông nè. Khoảng cầu thang nhìn rất kinh khủng. Wow, rất là mát luôn. Cực kỳ mát đó chú chị. Đây là khoảng ban công sân thượng phía sau. Thì sân thượng phía sau thì chị đã rào lại kiên cố hết rồi. Tất cả rào lại kiên cố hết. Ở đây có một cái cầu thang để cho mình lên mình thăm những cái cục nóng đồ này kia, hàng máy nóng lạnh này kia chú chị. Lên thang này ha. Rồi đây rào lại hết rồi. Rồi không gian này thì mình để dùng gạch phơi. Cái giếng trời nãy nhân chị đó thì nó nằm đây. Đó, lấy sáng lấy gió nè. Ở trên chị lọc kính cường lực. Phía trước là có một cái khoảng không gian phòng thờ nha. Đây một cái khoảng không gian phòng thờ. Rất rộng rãi luôn. Và phía trước có thêm một cái sân thượng nữa. Đó, rất rộng rãi thoải mái của quý vị. Đây mình nhìn ra ha. Đó view trước nhà mình. Ngay cái công viên rất là to. Còn xung quanh thì nhà ở đông kín hết chú chị. Rất khủng khiếp luôn. Đông kín hết rồi. Rồi bây giờ Nhân sẽ qua bên căn cái bên ha. Nhân sẽ quay cho cô chú chị mình tham khảo cái căn bên kia luôn. Mình muốn chọn ngay nào mình chọn. Còn nếu mình mua hai căn luôn thì chị chủ càng mừng. Rồi Nhân xin mời. Giờ rồi Nhân quay căn thứ hai nha chú chị ơi. Căn thứ hai này thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Nó chỉ có một số trang trí thì nó khác. Với lại tặng thêm một cái bộ sofa nè. Đó thì cô chú chị mình chọn căn nào cũng được, thì có gì xin chị chủ thêm bộ sofa này. Đó bây giờ Nhân sẽ đi ha, Nhân sẽ đi thôi, rồi cái nào mà mới lạ thì Nhân nói, còn không mới lạ thì Nhân sẽ đi bình thường, tại vì nó cũng giống căn kia của chú chị. Đó, có cái giếng trời là khi mà cô chú chị mình mở cái cửa ra đó thì nó có cái lực hút á. Nó gió nó hút vào đây rồi nó đưa lên trên thì làm cho cái căn nhà của mình nó sẽ rất là thông thoáng luôn chú chị. Nó thoáng và nó mát luôn, nó không có bị bí cũng như nó không có bị ẩm cái căn nhà của mình. Phòng khách rất rộng ha. Cái bộ sofa này là rất lớn nha. Bộ sofa này mình ngồi được 3-4 người nè, khoảng 4 người ha, thêm một cái ghế đôn nữa 5 người.
Đó, nhưng mà mình thấy còn cái khoảng trống rất lớn luôn chị. Giờ là giống y như căn kia luôn nha chú chị, cho nên nhân sẽ đi nhanh luôn nha. Cái trần giống luôn chúng chị, kể cả bức tranh cũng giống luôn. Nhà này mình mới hoàn toàn nha chú chị ơi, nó bọc rồi chưa bóc ra nữa đó. Rồi, Nhân xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú anh chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau ha. Còn cô chú anh chị mình ưng căn nhà này thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân để Nhân dẫn cho cô chú anh chị mình xem thực tế. Còn giấy tờ sổ sách thì Nhân sẽ gửi qua Zalo cho cô chú anh chị mình tham khảo trước ha. Rồi, Nhân xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ.